Và tiếp theo xin mời giọng ca của chị Kim Liên với một ca khúc tự chọn. Xin mời giọng ca của chị Kim Liên lên tiếp quản sân khấu ạ. Hôm nay ngày vui của hai cháu, tôi cũng không có gì hơn. Chị giúp vương ban về chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, chúc quý khách ngon miệng.